người cúng lại chưa đúng là người đó tu chưa đúng. Quý vị đi chùa thấy người ta xá mà lung tung, có nhiều người đó xá là không có đúng với bài bản gì của Đức Thầy chỉ dạy đấy đó. Hoặc là lại đó, hoặc lại quá nhanh đó. Đó thì nó cũng sai. Chúng ta là người tín đồ Phật giáo hòa hảo mà đi vô chùa mà lại 100 lại để gọi là sám hối đó thì cũng là sai. Cái này đó mình huynh Bảy Đồng thì qua lời thăm hỏi, trước hết lời nói đầu tiên xin kính chúc quý vị đồng đạo gần xa kính mến thân tâm an lạc, đạo quả viên thành. Mình hôm nay cũng vậy, mình cũng nhờ Phật Tổ Phật Thầy đó, để cùng với mình thành tâm cầu nguyện để nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh, được thoát chốn mê đồ, giảng sanh về cực lạc. Như vậy mới có thể giảng sanh được. Mà Đức Thầy đã có mà lần nhắc nhở chúng ta là Đức Thầy nguyện mười phương chư Phật đáo lai đồng tiếp dẫn chúng sanh giải thoát. Là mười phương chư Phật mà tiếp dẫn chúng sanh thì không thể nào mà không cứu cánh được. Vì vậy cho nên chúng ta phải tạo cái duyên là thỉnh các ngài để mà cầu cho linh hồn cái người chết được giải sanh cực lạc. Kính thưa chú quý vị, mình thì không có đủ cái đức độ, cái nhân duyên để mà cảm hóa cái tâm hồn của cái vong linh của chết đâu. Mình làm được. Bằng chứng là trong hiện tại người ta không tu đó, mình lại khuyên ta tu, người ta phần lớn là người ta không nghe, không nghe, không tu được đó. Mà cái phần này đó là mình mới cầu nguyện, chứ còn cái phần mình ta tu mà theo giáo lý của thầy một cách trọn vẹn thì mình không cần phải khuyên nữa đó. Mà mình khuyên ta không được là lý do là tại mình không đủ cái đức, không đủ cái duyên. Còn Đức Phật thì có đầy đủ cái nhân duyên và cái phước đức đó, ngài có đủ thần thông diệu dụng, trí tuệ đó, để chuyển hóa cái tâm của người đó trở nên thanh tịnh và hướng về cái sự tín nguyện phụng hành để được giảng sanh tiên vương cực lạc. Cái người mà chuyển cái tâm nó niệm từ 1 tới 10 niệm liền được giảng sanh tiên vương cực lạc. Mình thì không có khả năng đó, chứ Đức Phật và chư Bồ Tát có khả năng đó, làm được chuyện đó ra để mà cứu độ chúng sanh. Cho nên chúng ta phải tin lời Đức Phật, Đức Thầy đó. Còn nếu mình không tin đó thì rất là khó đó. Bởi tại sao vậy? Bởi vì mình là tín đồ của Thầy mà mình không tin Thầy thì ai là tin Thầy? Mà Đức Thầy đã ráng lo tu niệm đặng Thầy cứu cho đó. Mà Đức Thầy không cứu mình thì ai cứu? Không có ông Phật nào cứu được, ông Bồ Tát nào mà cứu được đó. Giống như ở trong một cái trường học, cái ông thầy mà ông chấm cái học trò này đó là không đậu không được rồi thì không có cái ông thầy giám khảo nào mà chấm được chứ. Bởi vì thầy của ông trực tiếp mà dạy mà không chấm ra được đứa học trò thì không có ông thầy trên nào mà chấm được. Đức Phật cũng giống vậy à. Cho nên chúng ta phải ráng cố gắng mà nghe lời dạy của Đức Thầy trong cái phần cúng lại mà đó. Thì cái phần cúng lại này đó mình nói hơi rộng rồi. Sở dĩ tôi nói rộng như vậy là tôi thấy có rất nhiều người làm sai trong cái phần cúng lại cho nên chúng ta cố gắng cúng lại cho đúng. Mà cúng lại đúng đó là tu, là tu đúng. Cái người cúng lại chưa đúng là người đó tu chưa đúng. Quý vị đi chùa thấy người ta xá mà lung tung, có nhiều người đó xá là không có đúng với bài bản gì của Đức Thầy chỉ dạy đấy đó. Hoặc là lại đó, hoặc lại quá nhanh đó. À, thì nó cũng sai. Chúng ta là người tín đồ Phật giáo hòa hảo mà đi vô chùa mà lại 100 lại để gọi là sám hối đó thì cũng là sai. Cái này đó mình xin nói quý vị là sai, thật sự là sai. Vì mình sám hối có 4 lại thôi. 4 lại là lại sám hối à, chứ không phải lại 100 lại hoặc là 108 lại gì đó mà gọi là sám hối à. Mà Đức Thầy có cân nhắc chúng ta biết cái điều đó mình không nên làm, thì nó cùng sám hối vô chùa thường thấy làm gian lừa biết mấy nhiêu lần, thấy dương gian lường gạt thánh thần mà chua xót cho đời quan hạ, giữ tự hối nào ai có lạ là ăn năn cải sửa tâm lành. Nếu mình ăn năn cải sửa tâm lành là 4 lại là đủ, chứ không phải lại tới 100 lại, 108 lại mà Đức Phật chứng đâu. Tôi thấy ai lại nhiều lại cũng đều là lại có tính cách là dối trá đó, lại coi như cả lom khom nó lại không có thành tâm, không mình thấy không có cái vẻ mà cung kính là quy mạng gì hết, lại cho đủ 100 lại. Mà nếu lại chậm biết nào rồi, cho nên buộc lòng phải lại cho nhanh, mà lại nhanh thì thành ra giả dối.
Cho nên bốn lại là đủ rồi. Theo Phật giáo họ này, bốn lại là sám hối là đủ. Lại nữa có một cái từ này nữa xin nói với đại chúng, nhất là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Có rất nhiều người đó, cái tín ngưỡng của mình đó, nó không có chân chánh, nó không có đúng. Mình đi chùa lễ Phật Quan Âm đó, thì mình cứ gọi là Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, hay hoặc là Phật Quan Thế Âm Bồ Tát. Chứ còn mà mình gọi là Mẹ Quan Âm là cái này là sai. Cái người không có đạo người ta gọi thì sao cũng được, mình không có nói tới, bởi vì người ta không có đạo, không có thầy. Còn mình có đạo, có thầy. Đức Thầy dạy mình xá ngài Đại Thế Chí Bồ Tát, được Quan Thế Âm Bồ Tát, chứ không có kêu mẹ. Bây giờ mình xá Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát rồi, mình nói Nam Mô Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, có đúng không? Chắc chắn là nó không đúng giáo lý của thầy rồi đó. Mà nếu mình dùng danh từ mẹ thì nó có cái tính là tư riêng quá, cái tính là thân tộc gia đình. Mà Đức Phật là đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Ngài coi tất cả chúng sanh bình đẳng giống như nhau đó. Không phải mà kêu mẹ rồi Ngài động lòng mà Ngài mới cứu mình đâu, không phải vậy đó. Mà mình phải kêu đúng với cái lời Đức Thầy đã chỉ dạy, với cái danh hiệu của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Chứ mình đừng thấy người ta kêu Mẹ Quan Âm cái mình cũng nghe lời mình kêu Mẹ Quan Âm, đó là mình sai. Còn người ta kêu mà người ta không sai là gì? Người ta không biết đó, người ta chưa có đạo, người ta không có thầy đó, thì người ta kêu làm sao thì cái đó thôi tùy với người ta. Còn mình có đạo, có thầy, cái thầy chỉ sao mình phải làm theo vậy. Đây là cái lời cho mình nói hơi riêng biệt một chút, để mong đồng đạo chúng ta đừng có mê tín nghĩ rằng mình kêu mẹ thì Đức Quan Âm mới độ. Không phải đâu, Đức Quan Âm độ đó giống như Đức Phật, Đức Thầy là cứu lương hiền, chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt, chứ không phải mà cứu cái người mà xưng hô tán tụng mình. Đức Thầy nói Đức Phật chẳng bao giờ ngỏ ý rằng các người hãy lại thờ ta cho nhiều rồi ta sẽ đổ giúp các người, mà trái lại Ngài dạy rằng các người nên hiểu biết phận sự con người phải làm gì trong kiếp sống, và tìm kiếm chân tánh của mình, thiệt hành theo giáo lý của Ngài thì Ngài sẽ hướng dẫn và ủng hộ vậy. Cái đó mới là căn bản, cái đó mới là cốt lõi của đời tu hành của mình. Thì đáng lẽ ra đó thì mình nói nhiều về cái sự ăn chay. Ăn chay như thế nào là đúng? Cái người mà nói rằng ăn chay là tu đó, có nhiều khi cái đó là cái sự nhầm lẫn của mình, không phải vậy. Ăn chay cũng chưa hẳn là mà là tu. Vì sao? Nếu mà ăn chay mà có công đức phước báo, ăn chay mà thành tiên thành Phật, thì mấy con vật mà nó ăn cỏ ăn rác ra thì rồi nó thành tiên mà thành tánh hay sao? Không có, bởi vì nó không có cái tâm đó. Mà Đức Thầy nó chay được tánh chay tâm mới quý. Cái tâm của mình á phải từ bi hỷ xả. Ăn chay mình phải biết vì sao mình ăn chay, vì thể lòng từ bi bác ái mà mình ăn chay, mình thương người mến vật mình ăn chay. Chứ không phải là mình chỉ là ăn cho ăn không có ăn vật đó gọi là ăn chay, là để thành tựu đạo quả thì không có. Đó mà phải tu hành cho nó đúng với cái lời thầy chỉ dạy mình. Cho nên ăn chay thì phải biết cái nghĩa của ăn chay. Rồi cúng lại thì mình đã nói rồi, vô niệm Phật. Niệm Phật không phải ai niệm cũng đúng đó. Có rất nhiều người niệm Phật đó, tu hành thờ phượng, thờ ngôi tam bảo, như vậy đó là tính rằng thờ vậy cho gia đình mình mạnh giỏi, không có đau ốm bệnh tật, làm ăn khá giả đồ này kia nọ. Cái đó là một cái sự sai lầm quyền ma quyền quạt. Mà mình phải tạo ra cái phước điền, tạo ra cái công đức, tạo ra cái nhân duyên đó, thì mới có thể là trừ được nào là bệnh khổ, nào là nghèo đói bệnh tật vân vân. Nó phải có một cái lý cớ chứ, đâu phải là mình thờ Phật cái rồi Phật độ mình không nghèo. Mình thờ mà mình không làm gì hết, mình lo chơi bời cờ bạc, mình đi ăn chơi chát tán nhậu nhẹt thì làm sao mà giàu được, làm sao mà khá được, làm sao mà khỏi cái bệnh khổ được. Cho nên cái mục đích mình thờ Phật là nương nhờ cái giáo pháp của Đức Phật, cái quay linh của Đức Phật, để cho mình nương theo đó mà tu hành, làm lành lãnh dữ, nguyện quy y theo mấy ngày, tu hiền theo Phật đạo. Để chi? Để mình thoát nghèo, thoát khổ, thoát mà sanh tử luân hồi như vậy. Chứ không phải mình lại Phật cho nhiều là Phật độ mình, cái này là sai. Lại nữa có một cái câu này đó, tôi xin đỉnh chánh lại
trước đây đó đồng đạo Lê Minh Châu không biết vô tình hay cố ý, ông nói rằng cái cách nó có quyền sửa. Đây là một cái ý tưởng là rất là lệch lạc. Toàn thể trong cái quyển Tôn Chỉ Hành Đạo mà chúng ta thực hiện đây đó là đều là cách hết. Trước nhất là cách tu hiền và sự ăn ở của một người bụng đạo. Đi vào trong đó thì Đức Thầy phân ra là hai hạng đó, rồi tam nghiệp thập tứ ân, tam nghiệp bát chánh, vân vân. Rồi tới sự thờ phượng, rồi thì tới sự ăn ở, rồi tới cách cùng với người dân dân, dài đều là cách hết đó. Không cái cách nào mà mình sửa được hết, bởi vì cái cách này là cái cách đắc đạo mà của Đức Thầy đã tu mà trước rồi, đắc đạo rồi, bây giờ Ngài dạy mình ở trong cái bài mà dặn dò bổn đạo đó. Cái bài lời khuyên ma bổn đạo ở trong 7 bài pháp luận thì Đức Thầy có nói một đoạn này: Phật tu cách nào đắc đạo rồi dạy ta, ta phải làm theo cách nấy. Thầy cảnh tỉnh giác ngộ điều gì chánh đáng thì khá dân lời, chứ không phải cái cách của Đức Thầy tu đắc đạo rồi dạy mình mà mình sửa được. Mình không có tư cách để sửa văn của Thầy, sửa mà chữ nghĩa cái gì của Đức Thầy mình không có quyền, mà mình không đủ cái tư cách điều kiện. Nếu mình sửa được cái cách của Đức Thầy dạy mình thì mình không phải là đệ tử nữa, mà mình cũng có thể đó là ngang hàng hay hoặc là trội hơn Đức Thầy đó, mình mới sửa được văn Đức Thầy, thấy không? Vì vậy cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng mình có cái cách là mình có quyền sửa. Ai cho quyền mình sửa? Ai cho quyền mình sửa giáo lý Đức Thầy? Cho nên cái cách mà Đức Thầy dạy chúng ta đó, toàn thể trong thi văn giáo lý toàn bộ, chúng ta không có quyền sửa một từ một chữ nào hết đó, chúng ta mới gọi là người tín đồ ngoan đạo được. Còn Đức Thầy viết văn mà dạy dỗ mình trong bài cúng nguyện mà mình có thể sửa được thì mình đâu còn là tín đồ nữa, đâu còn tin Thầy nữa, mà đâu có phải đồ nữa mà được nữa. Cho nên chúng ta đừng có nên nghĩ vậy, không nên. Có nhiều người đó mình cũng ca ngợi cái ý tưởng là cách có quyền sửa. Cái này để thưa quý vị, nếu mình có cái này đó, theo tôi nghĩ chúng ta cũng nên sám hối đi. Là chúng ta không nên sửa cái cách nào của Đức Thầy đó. Bởi vì cái cách mà Đức Thầy dạy mình đều là cái cách tu, cái cách đắc đạo hết. Cho nên đó, mình ráng mình tu làm sao cho nó tròn vẹn. Bây giờ mình nói đi, có thời gian nữa không? Nếu có thời gian nữa thì chúng ta nói cho nó đủ các cái môn. Tức là niệm Phật thì dễ lắm. Đức Thầy nói niệm Di Đà, ráng niệm cho rành thì mới được sống cõi tiên thánh. Như vậy thì niệm như thế nào gọi là niệm rành? Nam Mô A Di Đà Phật thì từ lớn tới nhỏ ai cũng có thể mà niệm được. Nhưng mà Đức Thầy dạy mình đó là ráng niệm cho rành, hay hoặc là ráng trì tâm tưởng niệm canh thâu, nằm đi đứng hay ngồi chẳng trách, việc biến chuyển thiên cơ đất gấp, khuya chúng sanh hãy ráng tu hành, cầu linh hồn cho được giảng sanh, đây chỉ rõ đường đi nước bước. Niệm Phật nó gồm cái nghĩa là tu ma tịnh độ. Tịnh độ là gì? Tịnh độ tức là mình tu làm sao để được sanh về cảnh giới cực lạc, là cảnh giới trong sạch, quốc độ tốt đẹp, nó gọi là tịnh độ. Lại nữa, mình tu mình niệm Phật làm sao cho cái lòng của mình nó được thanh tịnh, nó được tốt đẹp, cũng gọi là tịnh độ tâm. Bây giờ mình nói tâm đó thì nó hơi khó mà một chút, bởi vì người mà tu mà quyết liệt, cái người mà có cái công năng, có cái nhân duyên đó, thì mới có thể tu mà được những cái bài mà Đức Thầy chỉ dạy là ráng trì tâm tưởng niệm canh thâu, nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp, việc biến chuyển thiên cơ gấp. Cái này nó khó lắm đó. Hay hoặc là Đức Thầy có giải một cái đoạn là niệm Phật là để trừ cái vọng niệm của chúng sanh. Cho nên Thầy nói còn phương pháp niệm Phật là để trừ cái vọng niệm của chúng sanh. Đó là một cái cách mà Đức Thầy dạy chúng ta vừa tu tịnh độ vừa tu thiền. Cho nên Đức Thầy mới nói nguyên một đoạn, tôi xin nhắc lại để đồng đạo chúng ta tham luận nghiên cứu, để chúng ta thấy rằng cái phương pháp Đức Thầy dạy chúng ta nó tuyệt vời đó, mà sợ chúng ta không làm theo được thôi. Đức Thầy dạy là còn phương pháp niệm Phật là để trừ cái vọng niệm của chúng sanh, vì trong tâm của chúng sanh đó, niệm niệm mê lầm chẳng dứt,
vì cái vọng niệm về việc thế trần ấy mà không cho cõi lòng an lạc, phiền não ngăn che, chân tâm mờ ám. Nên nay hãy thành tâm niệm Phật, chứ được một niệm Phật ắt lìa một niệm chúng sanh, mà niệm niệm Phật thì lìa tất cả niệm chúng sanh, cho đến khi nhất tâm bất loạn. Chừng ấy vọng niệm chúng sanh đã dứt thì lòng ham muốn và các tình dục còn đâu mà nảy sanh ra được. Tức là cái pháp tu tịnh độ mà Đức Thầy hướng dẫn dạy dỗ chúng ta là thiền tịnh mà ra song tu. Bởi vì cái vọng niệm là gì? Người ta tu thiền là người ta để trừ cái vọng niệm, mà Đức Thầy dạy mình đã niệm Phật để cũng để trừ cái vọng niệm. Vì trong tâm của mình đã niệm niệm mê lầm chẳng dứt. Mê lầm là gì? Là niệm các cái việc ở thế trần này, nào là vui buồn sướng khổ, phải quấy lành dữ đầy tốt xấu đồ này kia nọ. Lòng ham muốn của mình nó chạy theo cái cảnh giới mà trước mắt của chúng ta, đó là nó tương tục, mà chúng ta không có dừng cái thấy nghe hay biết này được. Cho nên chúng ta chạy theo vọng trần. Cho nên Thầy mới dạy chúng ta là niệm Phật để trừ cái vọng niệm đó, tức là vọng niệm của chúng sanh. Vì vậy cho nên cái phương pháp niệm Phật nó đi đến cái chỗ tuyệt vời. Mà có lần bác Hai Tho đó có nêu lên với ông Út Lê Minh Châu là niệm Phật là chúa thiền. Tôi rất đồng cảm với cái ý tưởng này. Bởi vì chẳng những niệm Phật là thiền định, mà trong đó còn cộng thêm cái sự là cứu cánh dạy ma giải thoát, gọi là sở niệm. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật có dạy là nếu chúng ta thành tâm chúng ta niệm Phật thì có lục phương chư Phật ở mà mười phương thế giới là hộ niệm chúng ta. Đó. Mình niệm Phật mà các ngài che cái tướng lưỡi rộng dài, nói lời thành thật rằng cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, mình nên cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, các ngài hộ niệm cho mình, thì nó quý báu biết là bao nhiêu. Đó, mà chỉ có tu tịnh độ đó mới có thể giải thoát được. Cái thời kỳ Hạ Quân Mạt Pháp này mà không tu tịnh độ thì không thể giải thoát sanh tử luân hồi được. Ở đây mình không phải mình biết mà mình nói, mà nghe lời Đức Phật và Đức Thầy chúng ta nói lại những cái ý này. Ở trong kinh Đại Tập Đức Phật có thuyết là mạt thế ức ức người tu hành, không có người đắc đạo. Mạt thế là đời này nè, cái đời này là đời mạt thế. Ức ức người tu hành, không có người đắc đạo, chỉ nương nơi bốn chữ A Di Đà Phật mà thoát khỏi sinh tử. Ý muốn nói là chỉ nương nơi danh hiệu của Đức Phật A Di Đà đó mà được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, gọi là nương nơi bốn chữ A Di Đà Phật mà thoát khỏi sinh tử. Đức Thầy chúng ta mà cũng vậy. Đức Thầy nói cả ngàn năm nhân tâm sao xuyến sao tu hoài chẳng thấy ai thành. Bởi chữ tu liền với chữ hành, hành bất chánh người đời mới nói, cho nên tu không có thành. Mà cả ngàn năm nay chứ không phải là mới đây. Còn các cái bậc mà mình nghe nói, các bậc tu chứng đó là các cái bậc Bồ Tát đó, người ta thị hiện ra ma trở lại thôi đó, để biểu tượng cho chúng sanh thôi, chứ thật ra thì không có người phàm phu mà tu mà chứng đắc cái quả mà giải thoát được. Bởi vì Đức Phật đã nói rồi, đâu phải Đức Phật nói cái kiểu mà không ý thức. Phật thấy ba đời như trước mắt, Đức Phật nói rõ vậy, là mạt thế ức ức người tu hành, không có người đắc đạo. Đức Thầy thì nói cả ngàn năm nhân tâm sao xuyến sao tu hoài chẳng thấy ai thành, thì mình cũng không thể nói là mình thấy người ta thành được. Mà những bậc mà người mình có nghe người ta có mà chứng đạo đó đều là các cái bậc mà là Bồ Tát trở lại không, người ta thể hiện vậy đó, chứ không phải mà đời này mà tu chứng đâu. Bởi trong sứ mạng Đức Thầy có viết một đoạn là bởi đời này pháp môn bế mạc, thánh đạo trăng du, pháp môn thì bị mà bế mạc đó. Còn cái thánh đạo đó thì trăng du, tức là bị che lấp, không có người mà tới đó, không có người đi được, gọi là trăng du. Người thì tâm trí tối đen, đời lắm ma dương khuấy rối, khó tu lắm. Cho nên cái đời này mà nói mà tu giải thoát sanh tử luân hồi thì nó khó lắm, chỉ nương nơi bốn chữ A Di Đà Phật mà thoát khỏi sanh tử. Ở đây Đức Thầy dạy chúng ta đó, nếu mà mình tu hành mình đơn giản thôi, mình giữ gìn giới luật thôi. Đức Thầy nói gìn giới luật, nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung quả lành đổ mất, cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ đó. Nếu mình gìn giới luật đó rồi mình nghe kinh trọng Phật thì Đức Thầy khẳng định với mình là đến lâm chung quả lành đổ mất, cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Quý vị thử tưởng tượng coi cái này nó quý báu biết là chừng nào. Cõi Tây Phương mà rất rất nhiều ông Phật để đợi chờ mình như vậy thì mình còn
cái gì nữa mà không niệm Phật để cầu vãng sanh cực lạc. Đó. Còn việc tu thanh thiện tín hận hờ chừng quả đến e cho khó tránh. Đó. Rồi Đức Thầy giới thiệu tiếp mình là môn tịnh độ là phương cứu cánh, ráng phụng hành theo phụ Phật xưa. Mình phải ráng phụng hành. Mà phụng hành thế nào? Ở trong cái quyển 5 đó, cũng ở trong quyển 5 Đức Thầy viết một cái đoạn là cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành, được cứu cánh như nơi an dưỡng, chỉ một kiếp tây phương hồi hướng, thoát mây đồ dứt cuộc luân hồi. Quý báo lắm quý vị, chỉ một kiếp một thôi mà dứt cuộc luân hồi, chứ không phải là mình thành Phật nha. Cái này là mình được cứu cánh giải thoát, cầu Đức Phật cứu mình, cầu linh hồn cho được giảng sanh. Đó, mình giảng sanh tây phương cực lạc. Rồi kính thưa quý vị, để trở lại cái mà một chút nữa, nãy nói mà mình không có nói cái ý này, có nhiều đồng đạo chúng ta mà không biết. Có nhiều người quan niệm rằng Đức Thầy không có đặt ra cái bài nguyện giảng sanh cho mình, cho nên có nhiều người đó đọc theo cái bài nguyện của người này người khác người kia nọ, nó chế tác ra cái bài nguyện mà giảng sanh cực lạc. Quý vị thấy có phải không? Rất nhiều người quan niệm vậy. Nhưng mà chúng ta quên rằng chúng ta đã hằng ngày chúng ta đã cúng lại, chúng ta đã nguyện cầu giảng sanh tây phương cực lạc rồi, còn nguyện gì nữa? Đó, có người đồng đạo thì hỏi vậy chứ mình nguyện ở đâu? Như vậy thì mình nguyện mà mình chưa có hay, mình chưa có nghe. Đó, bây giờ chúng tôi xin đọc lại để quý vị nghe. Chắc quý vị cũng có một số người nghe và hiểu rồi, nhưng mà chắc cũng có một số người thì chưa nghe nhưng mà chưa hiểu. Đức Thầy dạy mình thế này. Cái bài cúi đầu lại tạ Tổ Tông đó, Thầy dạy cúi đầu lại tạ Tổ Tông, báo ơn sanh dưỡng dài công nhọc nhằn, rài con xin giữ đạo hằng, tu cầu tông tổ siêu thăng Phật đài. Mình đó là mình tu rồi mình cầu cho tông tổ, tức là cửu quyền thất tổ mình nó siêu thăng Phật đài. Rồi nguyện, nguyện là phần mình nguyện, nguyện làm cho đẹp mặt mày, thoát nơi khổ hải liên đài được lên. Như vậy rõ ràng là cái lời này là lời nguyện cầu mình giảng sanh tây phương cực lạc. Đó. Xin đọc lại là nguyện làm cho đẹp mặt mày, thoát nơi khổ hải liên đài được lên. Mà liên đài là đâu? Liên đài là cảnh giới tây phương cực lạc. Chữ liên là sen, chữ đài là một cái đài sen rất là lớn, chỉ có cực lạc mới có cái đài sen mà thôi. À, như vậy thì chúng ta nguyện giảng sanh cực lạc ngay trong cái thời cúng của mình, đủ gì mà đêm nào mình cũng nguyện, ít nhất là cũng hai lần như vậy, thì làm sao mà không giảng sanh được. Đó, cho nên Đức Thầy mới khẳng định với mình đó, sớm với chiều gắn chí nguyện cầu thì sẽ được tòa chương dự kế, tức là chắc chắn mình sẽ được giảng sanh tây phương cực lạc. Bởi vì mình hàng đêm mình có nguyện cầu giảng sanh tây phương cực lạc, rồi mình tu hành lấy cái công đức đó, ăn chay cúng lại niệm Phật làm lành của mình, thì làm sao mà không giảng sanh tây phương cực lạc được. Chúng ta chỉ tin đó là đủ, tin như vậy là đủ. Bây giờ chúng ta lấy cái công đức ăn chay nè, 4 ngày cũng là công đức ăn chay, cúng lại 2 thời cũng là cái công đức cúng lại đó. Rồi niệm Phật ít nhiều cũng là công đức, làm lành cũng là công đức. Cho nên chúng ta không thể nói là không giảng sanh tây phương cực lạc được. Kính thưa toàn thể quý vị, Đức Thầy chúng ta biết là gìn giới lực nghe kinh trọng Phật. Mà chúng ta gìn giới lực nó có hai cái giới lực mà chúng ta gìn. Một đó là chúng ta giữ 10 điều lành trừ 10 điều ác đó, gọi là chúng ta tu thập thiện nghiệp đó, trừ là 10 điều ác. Cái phước này rất là lớn. Cái phước này đó chỉ tu mới được chứ không phải cầu mà được đó, không phải lấy tiền mà mua được. Không ai lấy bao nhiêu tiền bạc của cải ra mà mua cái 10 điều thiện này được, chỉ có tu mới được đó. Mà tu thì nó rất là dễ chứ không có gì là khó. Nó như là không sát sanh, không đạo tặc, không tà dâm, không lưỡng thiệt, không ỷ ngôn, không ác khẩu, không dụng ngữ, không tham lam, không sân nộ, không mê si đó. Mà cái này đối với người tu thì nó đâu có gì đâu là khó đó. Rồi gìn giới lực thì trong 8 điều răn cấm đó thì mình thấy cũng không có gì là khó, tại mình không làm. Mình làm thì mình thấy rất là dễ làm. Điều thứ nhất thì chẳng nên uống rượu, cờ bạc, á phiện, chơi bời theo đàn điếm, phải giữ cho tròn luân lý tam can ngũ thường. Rồi điều thứ nhì thì chẳng nên lười biếng, mới cần kiệm súc sắng, lo làm ăn gì đó, tu hiện chân chắc chân dân, là
mình tu hành rồi là mấy cái này mình thấy không có gì là khó, không có cái gì mà không làm được đó. Có nhiều người đồng đạo thì nói rằng cái điều thứ 8 nó khó, mình thấy mình tu thì cũng không gì khó. Điều thứ 8 tóm tắt là phải thương yêu lẫn nhau như con một cha đó. Vì vậy cho nên đó, mình mới là dìu dắt lẫn nhau vào đường đạo đức. Mình không thương thì không thể dìu dắt được. Cho nên ở đây đó, chúng ta thực hiện theo cái bổn nguyện của mình trong điều thứ 8 đó, là một cái hạnh của nguyện của Bồ Tát. Cho nên cái việc giảng sanh đó, rất là dễ dàng. Bởi vì chỉ có cái bổn nguyện mà mình với lòng từ bi đó, nếu ai giữ đặng trọn lành trọn sáng về nơi cõi Tây Phương an dưỡng học đạo cho hoàn toàn đặng trở lại cứu vớt chúng sanh. Đây là cái bổn nguyện của Bồ Tát. Bởi vì cái người mà người ta sanh về cực lạc đó, người ta hưởng cái thụ của sự là 8 cái điều vui cảnh cực lạc mà Đức Thầy diễn tả trong quyển 5 đó, quý vị thấy đó. Cho nên người ta không có trả lại, ta ở bển sống hoài với hoài. Còn cái người mà tín đồ ngoan đạo của Thầy, cái người trung can với đường lối giới hạnh của Thầy, thì chúng ta phải trở lại cứu vớt chúng sanh. Chúng ta không phải ở bên bển hoài được đó. Bởi vì cái bổn nguyện của mình là khi mình an dưỡng học đạo cho hoàn toàn rồi, mình trở lại cứu vớt chúng sanh cũng như Đức Thầy trở lại cứu vớt mình vậy đó. Đây là cái bổn nguyện của Bồ Tát hạnh mà chúng ta là người tín đồ, mình chấp nhận theo giáo lý của Đức Thầy, thì mình cũng phải chấp nhận 8 điều đặng cấm. Mà chấp nhận 8 điều đặng cấm thì mình chấp nhận cái bổn nguyện là trở lại cứu vớt chúng sanh. Đây là một cái bổn nguyện rất là lớn lao, phước đức rất là lớn nếu chúng ta vui lòng thực hiện y như vậy. Đó là bổn nguyện chung của Đức Phật, Đức Thầy chúng ta. Đức Thầy mong mỏi mình là giảng sanh cực lạc, rồi Đức Thầy cũng mong mỏi mình cũng trở lại cứu vớt chúng sanh để lập công bộ đức. Cho nên vì vậy đó mà cái bổn nguyện này đó làm cho chúng ta rất là dễ dàng được sự cứu cánh dạy mà giải thoát. Mà vì đây là cái tâm nguyện lành mà Đức Phật, Đức Thầy luôn luôn lúc nào cũng ủng hộ cái tâm nguyện lành của chúng ta. Vậy cho nên khi mà chúng ta niệm Phật đó, chúng ta biết là niệm Phật làm lành là được giải thoát. Cho nên Thầy nói cần tu thập thiện thì sự niệm mới có hiệu quả. Tu thập thiện dứt được thập ác cũng gọi là tịnh tam nghiệp. Và có đoạn Đức Thầy dịch đó là cần cầu tịnh ba nghiệp xong xuôi, Tây Phương quyết đến chung vui Phật Đài. Bởi vì tu 10 điều lành phước đức cao bằng trời, lớn lắm. Mà chỉ có tu mới được, chứ không phải như mua mà được, hay hoặc là muốn mà được, hay hoặc là cầu mà được. Mà phải tu mới được 10 điều lành. Đó. Vậy cho nên hôm nay đó, chúng ta nói đến ăn chay cúng lại niệm Phật làm lành. Làm lành là mình tu 10 điều lành và giữ 8 điều đáng cấm. Đó là lành, trọn lành trọn sáng. Thì về nơi cõi Tây Phương an dưỡng học đạo cho hoàn toàn, trở lại cứu vớt chúng sanh. Kính thưa chư quý vị, cái thời gian thì chắc là nó cũng có hạn, cho nên chúng tôi cũng xin trình bày cái đoạn này, phần này tạm dừng đây. Trước khi dứt lời cũng xin thành tâm nguyện cầu hồng ân Tam Bảo quay lên Đức Phật, Đức Thầy cùng chư vị thánh thần từ bi phổ độ cho đồng đạo chúng ta, cùng bá tánh vạn dân tiêu tai tịnh sự giải thoát mê ly. Nam mô A Di Đà Phật.